bị chặt chém 16 triệu đồng tiền xe cấp cứu, cha phải bó xác con vào thùng xốp. Cạn tiền mua quan tài vì đã vay mượn để đóng 16 triệu đồng thuê xe cấp cứu, người cha buộc lòng phải bỏ xác con vào thùng xốp ở nhà đại thể bệnh viện Nhi Đồng 1 sau khi em bé qua đời. Sự việc đau lòng trên xảy ra đến với gia đình anh TG, 36 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau, cách đây khoảng một tuần. Anh G cho biết vợ chồng lấy nhau đã 7-8 năm trời mới có con. Tuy nhiên, khi thai mới 23 tuần tuổi, em bé đã chào đời tại bệnh viện ở Cà Mau, sức khỏe rất yếu vì sinh non. Ngày 5 tháng 8, người đàn ông được một bác sĩ thông báo tình trạng xấu của con trai, khuyên gia đình nên đưa bé lên thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu, điều trị mới có cơ hội sống. Nghe anh G nói không biết thuê xe cấp cứu như thế nào, bác sĩ trên cho anh số điện thoại của một người phụ nữ tên H để trao đổi việc hợp đồng xe. Tôi gọi cho chị trên thì được báo giá 16 triệu đồng, phí vận chuyển một chiều. Họ nói xe cấp cứu từ thành phố Hồ Chí Minh chạy xuống, có bác sĩ, điều dưỡng và máy thở. Họ yêu cầu tôi phải ứng trước 8 triệu đồng, xe đến Cà Mau phải đưa phần còn lại. Lúc đó tôi rất rối, chỉ muốn cứu con, lại không biết gì về giá cả nên nghe sao làm theo vậy. Anh G kể, đồng lương công nhân lương chỉ khoảng 5 triệu đồng một tháng. Anh G không đủ số tiền trên nên phải vay mượn bà con, bạn bè gấp để đóng cho nhà xe. Tối ngày 5 tháng 8, chắc con anh G được xe cấp cứu trở đến bệnh viện Nhi Đồng 1 rồi rời đi. Sau khi nhập khoa cấp cứu, đến ngày 6 tháng 8, bé được chuyển sang khoa hồi sức sơ sinh để chăm sóc tích cực. Tuy nhiên, vì tình trạng quá nặng, hai ngày sau đó bé đã không qua khỏi. Người đàn ông chia sẻ, thời điểm đóng xong viện phí và đưa con trai xuống nhà đại thể, bệnh viện làm thủ tục, mang về lo hậu sự, anh đã cạn tiền, mua quan tài cho con. Thậm chí, anh G còn không đủ chi phí để thuê xe về lại Cà Mau. Đường cùng, người cha đã phải mang xác con bỏ vào một thùng xốp. Thấy hoàn cảnh tội nghiệp của anh G, người phụ trách nhà đại thể đã liên hệ với phòng công tác xã hội của Bệnh viện Nhi Đồng 1 để liên hệ nhà hảo tâm hỗ trợ quan tài và một chuyến xe từ thiện để cho con họ có thể về quê. Đồng thời, qua chia sẻ của đại diện bệnh viện, anh mới biết số tiền phải trả cho xe cấp cứu của mình là rất đắt so với giá thuê thông thường. Khi tìm hiểu, tôi hỏi nhiều người nhà bệnh nhân khác, tôi mới biết giá dịch vụ xe cấp cứu từ thành phố Hồ Chí Minh chưa đến 10 triệu đồng. Có bác sĩ Nhi Đồng 1 tha về đến tận nơi và đầy đủ thiết bị. Lúc đó, tôi mới biết mình bị chặt chém. Tôi thấy khó chịu, buồn lắm. Mình làm tất cả để con sống, nhưng lại bị người ta lợi dụng. Người đàn ông tâm sự. Anh G nói đây là một bài học rất lớn cho bản thân. Đồng thời, khuyên mọi người nếu không may có chuyện, phải gọi xe cấp cứu, cần tìm hiểu kỹ để tránh lâm vào tình cảnh như mình. Đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 khuyến cáo, người dân nếu phải gọi xe, đưa bệnh nhân đi cấp cứu, cần cố gắng bình tĩnh, hỏi nhiều nguồn để không bị chặt chém. Nếu khó khăn, có thể liên hệ với các hội từ thiện chính danh hoặc phòng công tác xã hội của bệnh viện để được hỗ trợ.